hứng làm một clip tặng hả? Tao có cái mày không mà bảo vệ cái gì? Thôi nóng thôi, em bảo vệ xe. Rồi. À, các anh ở phía sau tập trung luôn đi anh Hải. À, anh Hải lại đây luôn. Rồi em xin chào mừng tất cả các anh chị em thành viên câu lạc bộ mô hình tỉnh Việt Nam khu vực Việt Nam. Chúng ta hôm nay tụ họp ngày 26 tháng 3 để tổ chức sinh nhật của câu lạc bộ hàng năm vào ngày 4 tháng 4. Rất là cảm ơn các anh chị em từ ngày xưa hôm nay cũng có mặt ở đây, như là anh Huấn, anh Hiển, lâu lắm rồi mới thấy các anh đi off lại, Bảo, Bảo Nguyễn Offroad, hay là anh Duy Sao Lời Cố Bự, mời anh đến. Duy đứng lên. Rất là lâu lắm rồi. Lâu ơi là lâu luôn. Anh chị em mình mới có dịp gặp mặt nhau ở đây. Và thêm nữa là Sơn rất là mừng vì rất là nhiều các anh chị em thành viên mới mà ngay cả mình cũng không hề biết tên. Thì sau đây sẽ có cái màn giới thiệu, tự giới thiệu các em, giới thiệu cái nick Facebook của mình để cho anh chị em sau này ra đường á mà có đụng xe nhau á, nếu không là tao dớt bay luôn á. Ok, rồi thì cái hoạt động này là hoạt động offline hàng năm. Sinh nhật câu lạc bộ lần thứ năm nay là đến năm thứ 9 rồi. Xin lỗi là có thể anh chị em ngày hôm nay thức dậy, anh chị em mong là sẽ có một cái off hoành tráng hơn, một cái off mà nó đầy đủ về vật chất, về vật tư để các anh chị em thoải mái trên xe. Nhưng mà mình ở đây là mình như một gia đình, dưới mái nhà câu lạc bộ mô hình mình thân tình, thì mình dùng cái gọi là cái khả năng của mỗi người đóng góp vô để mà mình được cái off như thế này. Có thể không hoành tráng như các anh chị em mong đợi thì có gì Sơn xin lỗi. Ok, rồi xin cũng là giới thiệu hay lên đây nè. Cái có một cái vấn đề câu lạc bộ mình xảy ra 2 tháng trước là em này là thành viên, em tên là Hay, nick là Trương Esther. Thì cách đây 3 tháng em có lên báo VN Express, anh em mình ở đây chẳng ai được lên báo VN Express. Quá sướng, quá sướng, quá tuyệt vời. Rồi cái việc là em đăng bản số xanh giống như 2 chiếc Pullman của anh Trung kia kìa đó, thằng nào chụp đi lát hồi nó tịch thu hết xe bây giờ. Má, cái này là cái tổng lớn chứ không phải cái miếng lớn đó. Thì em ấy đã bị cơ quan an ninh ở dưới tỉnh Cần Thơ tới làm việc với gia đình, nói là gây cái dư luận không tốt cho cái xã hội và có những cái comment tiêu cực ở trên mạng, ảnh hưởng trong group autofan á, thì ảnh hưởng đến những cái người cơ quan chủ quản, cơ quan điều tra, giám đốc công an ở Cần Thơ. Vì thế là cơ quan an ninh Cần Thơ đã đến nhà để mời cả em và gia đình làm việc. Thì Sơn cảm thấy rất là buồn vì cái chuyện đó không có đáng gì, mà em ấy ở đây giống như là bị kéo vào cái buồng xoáy trò chơi của người lớn đó. Cho nên Sơn cảm thấy rất là cắn đắng vì mình là người lớn, tại sao mình lại không bảo vệ cái quyền lợi, cái công bằng của một cái đứa bé mà mình lại phải đưa đứa bé đó ra pháp luật như vậy. Gia đình của Hay ngày hôm nay vẫn bị cơ quan điều tra, vẫn bị người ta hù dọa là sẽ giống như là có những cái biện pháp khác, và người ta có tìm đến cả trường của em, thông báo cả bố mẹ, cả thầy cô em nữa. Thì Sơn thực sự không hiểu, vì thế ngày hôm qua là cái đó gọi là làm quá. Thì ngày hôm qua Sơn đã xuống dưới Cần Thơ đến nhà em và xin phép bố mẹ cho em được tham gia với các anh chị em ở đây để cho em biết là em không có một mình, em còn có các anh chị em ở đây để mà chắc bị đủ rồi, cái gì ủng hộ tinh thần cho em. Còn nó hốt thì nó hốt hết luôn. Nó hốt hết luôn đúng không? Mình thích thì mình chơi thôi đúng không? Này em luôn. Đó thì em tên là Trương Mạnh Hay. Anh chị em nào có muốn hỏi thêm về cái vụ án điều tra thì bị đứng dưới sau lấy được bằng sớm, lấy chim rồi bị đứng cho đánh nó đâu. Nói chung là cũng hỏi để cho biết tí tò mò thôi chứ cũng đừng hỏi nhiều vì bản thân em ngày hôm nay vẫn còn đang bị cơ quan điều tra nó vẫn đang làm việc chưa kết thúc. Dạ. Thì anh em nên trong câu lạc bộ thì cũng dùng những từ ngữ cộng luôn. Thì cái này cũng không hiểu. 100 triệu dân Việt Nam mình, đây là trường hợp duy nhất không hiểu bao nhiêu người luôn á. Rồi, xin phép là sau đây á, Sơn sẽ giới thiệu để cho các anh chị em tự giới thiệu bản thân mình chứ cộng đồng. Mỗi anh chị em có nick Facebook gì đó thì có thể add nhau, liên lạc với nhau. Từ những cái offline như thế này mình sẽ nảy nở ra những cái mối quan hệ mà mình biết đâu trong tương lai nó sẽ phát triển hơn. Ok. Rồi. Ở hôm nay á là trước tiên là có anh cái xong rồi cái giải này giờ ông mới vô. Đừng nói gì nha. Chào người đặc biệt. Anh ơi là đây anh ơi. Rồi. Chào anh. Anh này giờ trong giải một xong qua. Mà cái tủ của ảnh là rất là đẹp. Như là hôm nào ảnh mời qua nhà. Nhưng mà giờ chưa. Hôm nay có mặt ở đây á, này. Dưới ngoài ta lấy cái ra. Ra. Anh để lên đây luôn nè. Bốn củ rồi. Đúng rồi, mở đi anh. Mở ra đi, chụp tấm cho em đi anh. Đẹp dữ gì trời. Đó không anh? Ghê vậy. Mấy nhà có điều kiện vậy ba. Rồi, về thôi để tiếp tục chương trình đó, mình giới thiệu đây là anh Duy Gấu Bự, là ảnh chuyên môn gọi là cung cấp thuốc chữa nghiện cho các anh em. Thì từ đây là 187 đến đây là 164 đến 143, 132, 124 rồi 118. Có một mẫu này, có một mẫu nữa. Nick của ảnh là Duy Gấu Bự. Bây giờ nick là Duy Võ tại vì Facebook không có trò chuyện trên Gấu Bự. Rồi có anh đằng sau, anh Hải đâu rồi? Ông Sài Gòn của anh đâu rồi? Anh đó là Sài Gòn đó, thì tôi ở sau đi. Hôm nay bên mình là rất là cảm ơn bên đây là bên bán mô hình tỉnh là Thịnh, chuyên là xe 118 với 132. Các em bên anh Thạch đã gửi hoa và có một cái trưng bày ở bên phía bên đằng sau lưng các em bên tay trái á, thì các em có thể tham quan và nếu mà thích cái mẫu nào có thể lấy cái website của bên bán mô hình tỉnh rồi để về để mà chọn xe cho mình. Rồi và hôm nay bên bán mô hình tỉnh hôm nay là có cái để chúc mừng sinh nhật á, thì những thành viên ở đây các em sẽ giảm 10% nếu mà mua xe. Rồi như các em thấy ở đây á, các em những các anh em mới chưa tham gia thì có để ý là có một số anh chị em đã có cái đồng phục mà cái cổ đỏ trắng là đồng phục chính thức của câu lạc bộ mô hình của mình. Thì như là rồi ai có đồng phục thử đứng lên thử cho các anh chị em coi. Đó, đây từ size nhỏ nhất, đây là thành viên nhỏ nhất câu lạc bộ mình. Hôm nay lên 5 tuổi nữa, 13 tuổi, năm ngoái 12. Nít là Nguyễn. Chiếc xe. Phạm Vy Thịnh. Năm ngoái là trúng con la Ferrari của anh. Còn và còn rất nhiều anh chị em ngày hôm nay. Cái anh cu đam mê xanh màu đi lên đây luôn bạn. Đúng đó chị ạ. Lâu quá không gặp em. Ủa có ca sĩ tới nữa hả? Lên làm bài luôn ca sĩ. Xe ra luôn ca sĩ. Trời ơi. Em cũng ngày hôm qua lên em cũng được qua. Hết chỗ rồi. Trời ơi, đem xe tới rồi là cãi ngôn nữa. Như các anh chị em thấy câu lạc bộ mình là tuổi tác nó không có quan trọng, từ người trẻ cho đến trung niên. Rồi tóc bạc giống như anh kia cũng không chơi. Rồi anh Sơn cái anh đó tóc bạc chứ anh không có già. Tôi đang cố ý tôi nói gì mà. Rồi chúng ta đang bước qua cửa là admin. Trụ một admin của câu lạc bộ mùa tỉnh Việt Nam mà là tân admin của câu lạc bộ mùa tỉnh Việt Nam. Tân như này. Rồi. Lên giới thiệu kìa. Hỏi nó đẹp trai không vậy? Hỏi cái giọng này gì? Ủa sao rồi đây đây dùng đây bán hả? Em đâu giá? Không, không thôi. Rồi bây giờ đang hơi xào xáo một chút, anh sẽ để cho anh chị em. À còn quên thêm nữa, cảm ơn anh em Gia Lai Team Hunter Team là anh em này là khách mọi nẻo đường miền Nam từ nói chung là từ đâu cho nó gần nhau, từ Tiền Giang cho tới Bình Dương là đâu có siêu xe là các anh chị em đều có mặt để chụp siêu xe đúng không? Đây là đại diện của Phong với lại Heo là Minh rồi đó. Thì cảm ơn các em đã gửi thứ nhất là bánh sinh nhật và đã có mặt ở đây từ 7 giờ sáng để hỗ trợ cho mình, rất là cảm ơn các em nhiều lắm. Đừng giới thiệu bản thân nha, mình sẽ giới thiệu như thế này, mình giới thiệu tên Facebook và cái tỷ lệ dòng chơi mà mình thích. Rồi, mình sẽ tập.